Messi tỏa sáng trong ngày trở lại Ligue 1. Lionel Messi đã chơi trận đầu tiên và cũng đã ghi bàn cho PSG tại Ligue 1 sau khi trở lại kể từ khi vô địch World Cup 2022 của đội tuyển Argentina. Mặc dù kém xuất sắc, nhưng PSG vẫn đánh bại Angers 2-0 tại vòng 18 Ligue 1 để sớm vô địch mùa đông. Hugo Ekitike và Lionel Messi là những người lập công cho đội bóng thành phố Paris. Đây không phải là màn trình diễn tốt của thầy trò Christophe Galtier. Thậm chí tờ Le Parisien còn bình luận rằng đó là một chiến thắng y ạch, lối chơi thiếu sức sống, cường độ gần như bằng không, hàng thủ đáng lo ngại. Kể từ khi kết thúc World Cup, PSG vẫn chưa tìm lại được sức mạnh của chính mình, đều thể hiện qua thất bại trước Lens và một số chiến thắng kém thuyết phục như trận đấu vào đêm qua. Về phần mình thì Lionel Messi đã được người hâm mộ trên sân Parc des Princes tán dương trước vô địch World Cup nhưng không ăn mừng. Thay vào đó, Mpunga đáp trả bằng cách tham gia vào cả hai bàn thắng, cho đó có pha ấn định tỷ số hay không. Tính ra Messi đã tham gia vào 27 bàn thắng sau 20 trận đấu chính thức cho PSG mùa này, 13 bàn và 14 kiến tạo. Không thi đấu suốt hơn 3 tuần, ngôi sao người Argentina rõ ràng vẫn phần nào duy trì được phong độ rực sáng kể từ đầu mùa giải. Man City bất ngờ ngã ngựa trước Southampton tại League Cup. Man City được đánh giá cao hơn rất nhiều trước khi bóng lăn tại sân vận động St. Mary. Tuy nhiên khi mà các học trò của Pep vẫn chưa cụ thể hóa được lợi thế thì bất ngờ đã tới. Phút thứ 22, Calvin Phillips làm mất bóng trong một tình huống phản công nhanh, tạo điều kiện cho các cầu thủ Southampton tấn công ngược lại. Và giờ một tư thế cực kỳ chống chạy, tiền đạo Mara của đội chủ nhà đã có pha dứt điểm không thể hiểm hóc hơn, đánh bại thủ thành Ortega, mở tỷ số trận đấu. Và khi mà tinh thần của The Citizen còn chưa kịp ổn định lại, thì bàn thắng thứ hai lại tiếp tục tới. Từ một pha bấm bóng ở ngoài vào cấm địa, Genepo đã lốc bóng đẳng cấp, thả vào góc chết khung thành của Man City, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Pep Guardiola đã tung vào sân hàng loạt những cầu thủ từ đội 1 như là De Bruyne hay Haaland với hy vọng tìm kiếm được bàn gỡ. Tuy nhiên trong một ngày mà các cầu thủ Man City thi đấu quá tệ, họ liên tục bỏ lỡ những cơ hội để rồi không thể ghi thêm được bàn thắng nào và nhận thất bại 2-0 trước Southampton. Kết quả này cũng chính thức khiến Pep và các học trò dừng bước tại tứ kết Cúp Liên đoàn Anh năm nay. Trong khi đó Southampton sẽ đụng độ với Nottingham Forest ở trận bán kết giải đấu này. Fan Thái Lan đòi trao cúp cho Việt Nam. Người mộ Thái Lan tỏ ra lo ngại khi trọng tài điều khiển trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân vận động Mỹ Đình là người Hàn Quốc, đồng hương với huấn luyện viên Park Hang-seo bên phía đội tuyển Việt Nam. Việc tổ trọng tài người Hàn Quốc điều khiển trận đấu trên sân vận động Mỹ Đình tối ngày 13 tháng 1 khiến người hâm mộ Thái Lan vô cùng hoang mang. Phần lớn họ lo ngại đội nhà có thể bị sự ép, trong khi đội tuyển Việt Nam được hưởng lợi khi có huấn luyện viên trưởng cũng đến từ xứ sở kim chỉ. Trước đó trong trận đấu bán kết lượt đi với AFF Cup 2022 với đội tuyển Malaysia, trọng tài cũng là người Hàn Quốc và trong trận đấu này đã có những tình huống gây ra tranh cãi khi từ chối hai quả 11m cho đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên ông Kim Dae-jong còn từ chối một bàn thắng của đội tuyển Malaysia nữa. Câu lạc bộ Anas giải oan cho Ronaldo. Việc Ronaldo chuyển tới Anas trong phần cuối sự nghiệp vẫn gây xôn xao trong dư luận. Theo một số nguồn tin kể cả tờ báo lớn như là Marca của Tây Ban Nha hay là Mirror của Anh, câu lạc bộ của Ả Rập Xê Út sẽ trả thù lao cho siêu sao người Bồ Đào Nha là 175 triệu bảng một năm. Thế nhưng đi kèm với đó là CR7 phải làm người đại diện hình ảnh cho đất nước này trong cuộc đua giành vé đăng cai World Cup 2030. Quê hương Bồ Đào Nha của Ronaldo dự kiến cũng sẽ tham dự cuộc đua này, nên nhiều người lo ngại rằng siêu sao 37 tuổi sẽ phải nhận về sự phản đối kịch liệt từ khán giả nhà. Tuy nhiên câu lạc bộ Anas vừa đăng đàn giải oan cho tiền đạo người Bồ Đào Nha. Trên mạng xã hội chính thức của đội bóng này có dòng thông báo ngắn gọn như sau. Câu lạc bộ Anas muốn làm rõ một vấn đề đang gây ra những thông tin trái chiều trên các mặt báo. Hợp đồng của Ronaldo với đội bóng không có điều khoản nào liên quan đến việc Ả Rập Xê Út tranh đăng cai World Cup. Cậu ấy sẽ tập trung mọi sức lực cùng Anas và đưa câu lạc bộ tới những thành công mới. Mặc dù đã có những màn ra mắt hoành tráng, nhưng Ronaldo vẫn chưa một lần chính thức thi đấu cho đội bóng của Ả Rập Xê Út. Siêu sao người Bồ Đào Nha mới đăng ảnh tập luyện cùng đội bóng vào ngày 10 tháng 1. Có thể thấy được thể trạng của Ronaldo là khá tốt và sẵn sàng ra trận. Sao Indonesia ám ảnh vì đội tuyển Việt Nam mất ngủ trầm trọng sau trận thua. Jordi Amat chính là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của đội tuyển Indonesia dự AFF Cup 2022. Anh từng có thời gian chơi bóng tại châu Âu và được chạm mặt cả Ronaldo và Messi. Tuy nhiên cầu thủ này vẫn không thể ngăn cản tiến linh ghi bàn với lưới Indonesia. Việc Indo bị đội tuyển Việt Nam loại ở bán kết khiến Jordi Amat rất sốc. Anh chia sẻ trên trang cá nhân ở mạng xã hội trạng thái buồn bã của bản thân. Tôi không tài nào ngủ được sau khi để thua Việt Nam. Tôi vẫn cảm thấy rất buồn bã và tức giận.
Jordi Amat được nhập tịch Indonesia vào tháng 11 năm 2022, rồi lập tức được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Trước đây Jordi Amat khoác áo cả đội trẻ của Tây Ban Nha. Marcus Rashford san bằng kỷ lục của Rooney. MU tiếp đón Charlton trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ tứ kết League Cup. Sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, Rashford đã tỏa sáng, ghi liền hai bàn thắng trong những phút cuối, giúp Quỷ Đỏ giành chiến thắng 3-0, qua đó giành vé vào bán kết. Theo thống kê thì Marcus Rashford trở thành cầu thủ MU đầu tiên ghi bàn trong 8 trận sân nhà liên tiếp kể từ khi cựu tiền đạo Wayne Rooney làm được vào tháng 3 năm 2010. Tiền đạo người Anh chỉ kém một trận đấu để cân bằng kỷ lục ghi bàn trong 9 trận sân nhà liên tiếp của huyền thoại Dennis Violet, và anh sẽ có cơ hội làm điều đó khi Quỷ Đỏ tiếp đón đối thủ cùng thành phố là Man City vào cuối tuần này. Rashford đã thể hiện phong độ ghi bàn rất cao thời gian gần đây. Tiền đạo người Anh đã ghi tới 7 bàn cho MU trong 6 trận gần nhất. Nếu chỉ tính từ sau World Cup 2022, cầu thủ 25 tuổi hiện đã có 5 pha lập công và là chân sút tốt nhất ở châu Âu. Việc MU đánh bại Charlton cũng giúp huấn luyện viên Ten Hag cán mốc 20 chiến thắng chỉ sau 27 trận dẫn dắt đội bóng châu Âu Trafford. Ông Thầy Nghề Alan trở thành huấn luyện viên cán mốc 20 chiến thắng nhanh nhất trong lịch sử MU. Còn nhớ mùa trước, Quỷ Đỏ chỉ giành được vỏn vẹn 20 chiến thắng sau 49 trận trên mở đấu trường. Guardiola tung hư chiều trước derby thành Manchester. Man City chỉ có 48 giờ để chuẩn bị cho chuyến hành quân đến Old Trafford sau trận tứ kết cúp liên đoàn với Southampton vào thứ tư. Trong khi đối thủ liên tục phải di chuyển và thua thiệt hơn một ngày nghỉ, thì MU ung dung chuẩn bị cho trận cầu đỉnh cao vì ra sân sớm ở tứ kết League Cup vào thứ ba, đánh bại đội bóng hạng thấp Charlton Athletic 3-0 tại Old Trafford, dù huấn luyện viên Erik ten Hag đã cất đến 8 cầu thủ chủ chốt của mình. Tuy nhiên, phát biểu tại một cuộc họp báo vào thứ ba, huấn luyện viên Guardiola lại không phàn nàn gì về lịch trình này. Theo vào đó, ông vui đùa ám chỉ rằng đã lên kế hoạch tạo bất ngờ cho người đồng nghiệp người Hà Lan. Trước đây, huấn luyện viên Guardiola đã gây bất ngờ cho MU khi ông để cả Sergio Aguero và Gabriel Jesus ngồi dự bị và chơi với số 9 ảo trong trận bán kết lượt đi cúp liên đoàn tại Old Trafford vào tháng 1 năm 2020. Trận đấu mà Man City thắng 3-1. Nhà quân quân người Tây Ban Nha cũng từng chơi mà không có tiền vệ trụ trong trận thua Chelsea 0-1 ở trận chung kết Champions League năm 2021. Hay ở trận đấu với Chelsea tuần trước, ông chuyển từ sơ đồ 4-3-3 quen thuộc sang sơ đồ 3 hậu vệ. Gần nhất khi gặp lại Chelsea ở vòng 3 FA Cup cuối tuần qua, Guardiola cũng đã loại cả Erling Haaland và Kevin De Bruyne khỏi đội hình, nhưng Man City vẫn sẽ chiến thắng 4-0. Arsenal bất ngờ để ý đến Eden Hazard. Hazard đang muốn rời Real Madrid ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông và bản thân kèn trắng cũng sẵn lòng giải phóng cầu thủ người Bỉ. Trong số các đội bóng quan tâm, bất ngờ nhất là sự xuất hiện của Arsenal. Outlet Media Foot tuyên bố rằng Hazard có thể đến Arsenal nếu pháo thủ thất bại trong việc chiêu mộ Mykhailo Mudryk của Shakhtar Donetsk. Theo các báo cáo cho thấy, liên hệ ban đầu giữa phía Arsenal và đại diện của Real đã được thực hiện. Hợp đồng của Hazard sẽ hết hạn vào cuối mùa giải tới và anh sẽ nhận được sự quan tâm từ các đội MLS, Fenerbahce và Anas. Inter Milan xem xét khả năng trả Lukaku về Chelsea. Theo báo chí Italia, Inter Milan sẽ xem xét trả Romelu Lukaku về phía Chelsea vào cuối mùa giải và không kích hoạt được khoản mua đất. Nguyên nhân là do anh liên tục diễn thương và không có nhiều đóng góp trong nửa đầu mùa giải. Hiện tại Lukaku mới chỉ có 8 lần ra sân và vỏn vẹn 2 bàn thắng kể từ đầu mùa. Enzo Fernandez có câu trả lời cuối cùng cho Chelsea. Enzo Fernandez trở lại đội hình Benfica trong trận đấu gặp Vazim tại Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha sau khi bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký trong cuộc đối đầu với Portimonense vào cuối tuần qua. Được biết rằng đó là án phạt mà cầu thủ người Argentina phải nhận khi bỏ tập gây áp lực lên ban lãnh đạo đội bóng đòi đến Chelsea. Enzo Fernandez đánh dấu sự trở lại của mình bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Benfica trước Vazim. Sau khi lập công, cầu thủ sinh năm 2001 chạy tới khu vực các cổ động viên nhà và ăn mừng với hàm ý rằng mình sẽ ở lại. Như vậy có thể nói rằng Enzo Fernandez sẽ tiếp tục gắn bó với Benfica ít nhất là tới hết mùa giải 2022-2023. Trước đó, anh đã đạt thỏa thuận cá nhân với Chelsea. Sau việc Chelsea không thỏa thuận với Benfica khiến thương vụ này đổ bể. Neuer có thể phải nghỉ thi đấu 1.5 năm. Sau World Cup 2022, Manuel Neuer đã dính thương khi trượt tuyết. Anh đã phải trải qua ca phẫu thuật và được chuẩn đoán phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải 2022-2023. Tuy nhiên mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn thế. Theo thông tin mới nhất từ Bild, thủ môn người Đức đã bị gãy xương hở ở chân. Chấn thương này có thể mất rất nhiều thời gian để điều trị do Manuel Neuer đã chuẩn bị bước sang tuổi 37. Neuer nhiều khả năng sẽ mất tới 1 năm để điều trị hoàn toàn chấn thương. Ngoài ra anh cần thêm 4-5 tháng nữa mới có thể trở lại.
Như vậy quãng thời gian Neuer phải rời xa sân cỏ có thể lên tới 1.5 năm. Với việc Manuel Neuer phải nghỉ thi đấu dài hạn và chấn thương, tương lai của anh trong thời gian tới ở cả Bayern Munich lẫn đội tuyển Đức bị đặt dấu hỏi lớn. Bayern hiện đang rục rịch tìm kiếm một thủ môn mới để thay thế cho người gác đền số 1 của mình trong hơn một thập kỷ qua. Những năm qua, Neuer liên tục bị chấn thương hành hạ. Thậm chí trước thềm World Cup 2022, thủ môn người Đức xác nhận rằng mình bị ung thư da và trải qua 3 lần phẫu thuật trên khuôn mặt của mình.